Theo thông tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 8, khu vực vùng núi và Trung Du Bắc Bộ có mưa lớn, mực nước đỉnh lũ trên các sông suối khu vực Thượng Lưu có khả năng đạt mức báo động 1, nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh Trung Du và miền núi phía Bắc Bộ văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đề nghị các tỉnh thành phố triển khai theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa lũ sẵn sàng phương án bảo đảm an toàn vận hành các hồ chứa đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ hồ thủy lợi sung yếu thông tin kịp thời để người dân chủ động phòng tránh giả soát các khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét, chủ động phương án sơ tán dân tại các khu vực có nguy cơ cao đến nơi an toàn và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn phòng chống dịch COVID-19 phù hợp với tình hình cụ thể tại các địa phương.